Chào các em, hôm nay chúng ta đến với trò chơi xây dựng. Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà nhá. Trước khi xây dựng chúng ta hãy chở cát. Chúng ta sẽ chị sẽ xúc cát vào xe nhá, để cho xe tải chở vào nhá. Rồi, xe cát đã đầy rồi. Chị di chuyển vào nào. Rồi, chị sẽ đổ ra cát ở đây nha. Úi xời, tùng hết ra rồi. Rồi, chúng ta lên đường. Bây giờ chúng ta sẽ chở các khối gạch nha. Rồi, chị sẽ bốc gạch lên xe này. Rồi, chúng ta vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ ghép